sát Việt Nam Cộng Hòa này. Trọng Tình yếu quá à. Trọng Tình ơi, bây giờ chị cứ làm tiếp cái chương trình này cho bà con xem. Con của quốc gia hùng vương để xây dựng, cùng nhau xây dựng nước hòa, nước Việt Nam hòa bình hạnh phúc. Quý tôi xin nhắc lại, thời gian của quý vị không còn lâu nữa. Sao bác? Sao không còn lâu? Trở lại vậy thì chúng tôi bác nói đi. Cảm ơn tất cả chị em. Nhiệm vụ là sao bác? Nói đi bác. Hứa gì bác? Và sự việc. Sao bác? Giờ đây. Đợi tính đi Trọng Tình. Chúng ta đã làm trong công việc vậy. Công việc gì bác? Người cha trời và mẹ đất hả bác? Nói con đi, con đâu biết cha trời mẹ đất sao đâu, bác nói đi. Chứng minh. Chứng minh gì bác? Cái điều. Điều gì? Đúng hay là sai? Tin hay không tin? Rồi. Hôm nay tôi thấy thái đẹp. Rồi, nói tiếp. Chư vị quý thần. Sao? Tôi lên ra được. Sao? Sử con nhà con này trong vòng 3 ngày. 3 ngày? Trời, 3 ngày con không chết đâu. Sử trong vòng 3 ngày, con mới vừa lên đây. Nó nói ông già rồi, ông làm cái gì? Con này nó cũng lưng lẫy lắm. Đúng. Ok, cho con 7 ngày. Con người dễ lắm. Cho 7 ngày. 7 ngày. Quý vị chứng nghiệm thái học viên. Sao bác? Sẽ có những cái sự bất ngờ. Sao bác? Bất ngờ gì? Và nó sẽ út ớ. Út ớ luôn hả? Nếu. Rồi vậy. Quý thân. Quý thân sao? Không thi hành việc này. Thì sao? Làm nản lòng tất cả những anh chị em của mình ở đây. Vì con mà tới nản lòng hả? Nếu nó chưa tới cái sao đó. Tôi chịu trách nhiệm. Đúng. Sự nhớ nha. Bác nói chứ không có nói ra. Sao bác? Sao? Con này là một cái con quỷ nó dữ dằn lắm. Trời nhưng ơi. Mà nói như bị tò nó chẳng là chồng. Đúng rồi, nó dữ dằn lắm. Nó thì quá như con kiến thôi. Trời ơi, nó nhỏ xíu à. Nó sự nhỏ xíu mà để bắt bận tâm nó, không? Sự nó, từng cho nó chết. Từng cho nó chết, đúng rồi. Đúng. Bị tai nạn hả? Bị tai nạn. Béo miệng. Tao chào tòa. Chưa vậy? Chào. Thi hành. Thi hành. Không quá được. Sao? Con này nó dám giỡn mặt. Chào. Thiên tôn tam giáo. Chào bác. Là đùi làm sao nó hiểu được. Thì quý vị cho mọi người. Mọi người. Thấy nếu không. Trời ơi bác. Không gặp việc nữa. Ừ. Bác nói với mẹ con. Ông ác quá, ông dám gọi. Nhớ 7 ngày. Được 3 ngày rồi. Tôi muốn là quý vị, tôi làm việc cho hữu hình, quý vị làm việc cho hữu hình. Tôi là ai? Mà đủ đặt yêu cầu quý vị trong vòng 7 ngày. Nếu quý vị không làm, không tin vào tiếng tư. Mất có 3 ngày là mà ông mới chết rồi. Gọi quỷ thần mà giết con vậy, bác thích tơ hồ. Bác thích tơ hồ ơi, sao bác? Sao vượt hoàng đỏ làm gì? Thế sao? Bác thích tơ hồ ơi, bác ác quá. Bác ác với con quá, bác dám kêu quỷ thần mà giết con bây giờ sao đi trời ơi. Giờ 3 ngày rồi. Con sắp sửa chết rồi. Nhiên sắp sửa rời xa cộng đồng rồi. Nhiên sắp sửa rời đám dân chủ rồi. Nhiên sắp sửa xa rời những cái mặt trận truyền thông này rồi. Các anh chị em chỉ chuẩn bị vô tiễn vân hồn của Thái Ngọc Nhiên đi về cõi trời. Tại vì con này sao phải dám vào diễn đàn lúc này? Sao bác? Tất cả các chư vị đang diễn đàn và nó mở miệng nó nói như vậy. Có miệng sao bác? Không khác đó.
không thù ghét mà bắt giái. Nhân quả, đừng lấy mạng nó, đừng lấy mạng nó, cho nó bị một cái gì đó mà nó lên làn sóng, nó công khai xin lỗi thì cứ công tha cái đó, không riêng nó mà người nào cũng nhận được những sự từ đó. Quá không quá không mà con hoàn toàn chúng con không. Bác cứ chơi rồi, bác cha mạng cho con đi. Ai gì đó, ai gì đó, bác cứ chơi rồi, bác tha mạng cho con đi. Bây giờ con bị méo miệng rồi. Lấy tiền cho mà con ai những cái gì đó. Con gì bác? Thì đến hôm nay thì tức là bao nhiêu người? 2 triệu người các bạn. 2 triệu người. 2 triệu người chuẩn bị đi tiễn trong hồn Thái Ngọc Nhiên đi. Thái Ngọc Nhiên chuẩn bị xa mọi người cộng đồng rồi. Ai mà xem cái video này rồi cộng ăn chữ tay, phải không? Ờ, chữ tay đây Thái đây. Thái Ngọc Nhiên đây. Trời ơi, sao bắn mất cái chuyện? Quý vị chào đi. Cái bữa đầu tiên đó là tôi thấy sau khi mà nó chấm dứt, nó quay lại thì là gì? Nửa triệu hả? Cái đó chỉ là 2 triệu người. 2 triệu hả? Quý vị thấy không? Chiều sao quá? Nghe nói quý vị kinh tế là gì không? Sao? Không phải tiền đâu, cộng đồng ơi, cộng đồng đi giờ đưa tiễn linh hồn Thái Ngọc Nhiên đi. Thái Ngọc Nhiên sắp sửa đi vào cõi chết. Thái Ngọc Nhiên chuẩn bị xa rời đám dâm chủ này rồi. Thái Ngọc Nhiên sao không còn chửi đám dâm chủ nữa? Lửa gì bác? Con chưa thấy lửa đó, con chưa biết sợ. Ngươi không quá chậm hả? Sao đó? Gì bác? Không đảo tâm linh thì chán lắm, không muốn nghe. Không có tâm linh bác cứ thường, bác cứ ác quá, bác cứ nguyền rủa con hoài. Sao bác là người tốt mà sao bác đi nguyền rủa con chi vậy? Không công nhận RF1 của Việt Nam Cộng Hòa tốt ghê luôn á nghe. Tốt mà đi ra chuồng cho cái người Thái Ngọc Nhiên chết đó nghe bà con. Đó bà con thấy chứng kiến chưa? Dâm chủ Việt Nam Cộng Hòa sống trên đất California đó ha. Giết đòi giết Thái Ngọc Nhiên đó ha. Cả nhà con. Mạnh người nào cũng cầm ăn chữ tê 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 là tiền, không phải tiền đâu. Đó là tay giết nạn. Đó. Ai mà mang chữ tê á ha, là bác nói là tay kiếp nạn đó. Cộng đồng ai mà có ai mà có tên chữ tê ha, là tay kiếp nạn, bác Đức Tơ Hồ nói rồi đó nha. Cẩn thận đó nha. Bác Đức Tơ Hồ nói người nào mang chữ tê á là hết tuần này sẽ chết đó nha. Cũng hoàng lửa nói đó nha, chứ tôi không có nói nha. Sao? Chào bác. Chào. Chào bác. Ngày hôm nay tôi thấy cần gì 2 triệu thì anh em cứ nhìn lại đây, mình làm cái hành động đó có phải là mê tín dị đoan không? Mà cái gì đó, cái gì đó để vô đồng đi, để có tiền. Giỏi chồng tình ơi, vô cứu chị đi em ơi. Sắp làm đám tang kêu lên những cái anh hùng cờ vàng gì của em chứ đó. Em kêu họ cái chuẩn bị đi. Chuẩn bị kèn đi hang. Chuẩn bị cháu khuya đi hang. Chuẩn bị chị Thái Ngọc Nhiên sắp chết rồi. Chuẩn bị kèn tay thổi tò tí te. Sẽ đưa Thái Ngọc Nhiên đi vào cõi chết. Bác kêu đó. Bác kêu thánh thần quỷ dữ đó. Sao bác? Chào. Chào bác. Chào biết mấy người con. Sao bác? Đó, thấy chưa? Ai có ổng có 100 đô là chạy theo coi liền đó, thấy chưa? Chào bác. Thành ra đời phản pháp.
Chào chào thấy đó. Thành ra rơi vào đạo khi mà chúng ta thấy rồi. Gọi sao con chưa thấy, con sống thì cái tâm con không mà con chưa thấy đó. Ai có gì tiền không, ai có gì tiền không, bác Đức Thơ Hồ nói đó không, ai mà lên đi trên mạng truyền thông này là vì tiền không đó không? Cả những cờ vàng cũng vì tiền mà cờ đỏ cũng vì tiền đó thấy không. Bên cờ vàng hen, tôi nói trước hen, ai mà có mang chữ tê cũng chuẩn bị mà chết luôn á hen, không phải riêng gì cờ đỏ đâu, ai mà mang chữ tê tên chữ tê thôi là sắp sửa chết rồi đó. Bác Quốc Tờ Hồ á đó, tê là tai kiếp quá, tê là tai kiếp đi đi nó à. Chữ tê là tai kiếp đó, bác Quốc Tờ Hồ nói đó. Anh em mà cờ vàng đó hen cũng chuẩn bị mà đi sạm đi chết đi, chứ không phải riêng gì Thái Ngọc Nhiên đâu á nha. Cái đó là bác Quốc Tờ Hồ nói đó. Ổng nói là ổng linh lắm, ổng sẽ cầu siêu cho những ai mà chữ tê là trong một tuần là sẽ chết. Thì sao bác? Cờ vàng đó. Đó, Phượng Hoàng Lửa, bác là Phượng Hoàng Lửa đó, thấy chưa? Chuẩn bị Thái Ngọc Nhiên chết rồi cả nhà ơi. Bây giờ nó Nhiên thì thích cúng bông hoa. Trước nhất cả nhà phải cúng bông, cúng hoa cho Nhiên đi, chuẩn bị bình bông hen, chuẩn bị bộ kèn tay hen, chuẩn bị tiền mua cháo khuya đi. Còn 3 ngày, 4 ngày nó sắp chết rồi, không? Nói đi bác. Sao? Đất nước nào mà điêu lên, tin dữ gì con đâu có nghe. Không, không. Sao bác? Sao? Từng hay từng nữa con chết à? Bác cứ, con nói thiệt á, bác cứ chù con đi, bác cứ gũa con đi, bắt nguyền gũa đi ha. Kêu đi, kêu gì, kêu nhiều lên, không? Bác, bác lớn mà bác ác quá. Sao bác? Tự nhiên mà. Sao? Xếp của ai bác? Phật thì không có, Phật chẳng ai cũng có chuyện này đâu. Nhá. Sao? Nhưng mà thần liên thanh thì rất nhiều. Thì quý vị thấy rõ, cái chỗ này đó, là mình là con ma con quỷ. Cái chỗ sao này bác? Mình cũng là thần tiên vậy. Sao? Thần tới 4 cấp nữa nha. 4 cấp gì? Thứ nhất đó là bớt hầm sân si hơn người đời. Bác nói bác hầm sân si, bác nói không muốn xa hầm sân si mà bác kêu thánh thần. Trời Phật, bác Thái Ngọc Nhiên đi đó, bác nói không à. Chào. Là mình sao? Tu tự tiến để làm sao? Sao? Những cái cấp thần tiên hồi hôm qua mà phải đền về đến Phật để về cảnh giới A-di-đà. A-di-đà hả? Bác chừng nào bác đi về tới cảnh giới đó hả? Bao nhiêu chừng tăng? Nhiều. Về tới cảnh giới A-di-đà. Chừng nào bác đi tới cảnh giới đó? Khi mà chết thì đặt báo. Báo gì? Mình đi về về mỗi phận. Làm sao mà về? Thì đó bác nói gì cho con có nói. Làm sao mà về mỗi phận? Sao mà về được? Lên trên nó được rớt xuống à? Đúng. Ngày sao bác? Chia sẻ dù gì? Chia sẻ gì bác? Chia sẻ gì? Phải đến đây để mà livestream để mà lấy tay đấy chứ không có. Chia sẻ này là tập trung tất cả những con người hiểu được đời. Hiểu đời gì? Đạo gì? Chung được rồi. Sao? Mà phải hiểu nền tảng là luật nhân quả. Đúng. Chính là một giới. Nền tảng phải luật nhân quả. Và diễn đàn này là hôm nay chúng tôi xin chia sẻ cái tâm linh này, tâm linh gì mà đi ra ngoài cái trung tâm liên quan là chính năm. Bác đi học đạo tới đâu rồi? Dùng cái phương pháp đông y để mà chữa bệnh cho người Việt Nam. Trời ơi, chữa bệnh tới đâu rồi? Ông Lý Phúc Lộc, ông cũng là công quân, cũng là huynh đệ của tôi. Nhưng mà ông chuyên về cái đó thì 10 triệu người đang xem bây giờ. Và chúng tôi quan toàn bộ miền Trung. Nếu tôi lấy bản quyền, quý vị nghĩ 10 triệu người đang xem tôi có bao nhiêu tiền mỗi tháng? Mỗi tháng bạn bắt được 10 triệu người đang xem là bao nhiêu? Nó vô trung tâm diễn quán. Ông giữa mình ai ra ông làm cái gì? Đây là chính trị đạo. Đây là chính trị đạo. Tại vì cộng sản Thánh Hồng Nhiên đang sợ thiệt mà.
con lại bái. Bất thơ cho con đi, bữa nay con ba ngày rồi mà con bây giờ bị méo miệng rồi. Con đang méo miệng rồi. Còn 7 ngày nữa đâu có. Con bị quẹo cổ. Cái cờ đó cờ gì con đâu biết cờ gì đâu. Cái chuyện bác không chấp nhận là chuyện của bác. Chứ con đâu có mượn bác chấp nhận chi đâu. Con đâu có kêu bác chấp nhận. Sao? Quy tụ đi. Bác cứ quy tụ thoải mái. Chào bác. Chào. Dạ. Nói hả? Khai đi bác. Khai đi, tổ chức nào cũng khai hết đi. Từ đó bác nói hồi nãy con mới nói không? Bác nói là cho 100 đô là nó sẽ theo. Hiện nay bây giờ cờ vàng đi theo cờ đỏ. Mà cờ vàng hiện nay giờ đi theo cờ đỏ là sao? Tại vì tiền cộng sản bây giờ giàu lắm mới đánh được cái cờ vàng luôn, phải không? Mấy bác nói bác có tiền đúng không? Mua được cộng sản mà bây giờ cờ vàng phải đi theo cộng sản cũng vì tiền. Không? Không. Trời, sao thấy, con thấy. Con gờ gáy hết á. Con gờ gáy con bắt mạch hết trơn á. Con mạch của bác là mạch cao hay mạch thấp, mạch nóng hay mạch gì? Sao? Chào bác. Trời đất ơi. Gốc từ đâu? Đúng. Đúng. Bây giờ bác nhìn ra muộn rồi. Bây giờ các bác nhìn ra là muộn lắm rồi. Cộng sản đưa đi qua bển là chuyện HO đúng luôn. Đó. Cờ vàng bây giờ cũng ham quyền lợi của cộng sản. Sao? Sao? Phải rồi, cờ vàng giờ nó ngu dốt. Đúng rồi, bác nói đúng rồi đó. Sao? Đó, đúng rồi đó, cờ vàng bây giờ đang tiên truyền cho dùm cho cộng sản. Đúng. Trường, đúng rồi. Đang á, cộng á không? Cờ vàng đang tiên truyền cho cộng sản. Bây giờ xin chừa đúng không? Thôi chừa thì thôi đi, bác đừng có nói nữa. Bác nói nữa là người ta sợ, người ta sợ không? Sợ. Sợ lắm, sợ lắm. Tụi bay có bao nhiêu? Nó. Cờ vàng có bao nhiêu đứa? Bác khai với con đâu có chịu khai đâu. Đúng. Cộng sản giờ mua chuột Facebook luôn rồi. Cộng sản giờ giàu lắm. Giờ bác biết sợ cộng sản nè hả? Cộng sản giờ giàu lắm, biết mua chuột Facebook luôn. Đó, đúng, bác bữa nay bác nhận định cái chỗ này, con đồng ý hả không? Con đồng ý cái chỗ này, bác nhận định á, 10 thằng nó đi theo cộng sản hết 10 rồi, không? Bác nhận định bây giờ là muộn rồi, bác Victor Hồ ơi. Không, nói gì? Sao? Hai mang đúng rồi. Cờ vàng mà còn là hai mang cho cờ đỏ đó. Đó. Các em, các anh thấy chưa? Còn đi theo cờ vàng nữa chưa? Không. Đó, dẫn đấu được đâu. Không. Cờ vàng mà còn làm hai mang cho cờ đỏ đó. Các em thấy nha. Nhìn cho rõ nha. Bác Hồ nói với các em chứng kiến cho các em biết rồi đó. Sao bác? Làm việc để chúng tôi đi. Khác thì trả thêm cho năm mấy cuộc gì đó. Đó. Nói theo đường lỗi và cũng từ đường đường tới bác. Nó. Đó. Chữ bò xanh bò đỏ, chữ đá, chữ quạt nào, chữ đi, chữ. Đó. Đó. Và bắt đầu, tôi đã tung cái chiều Facebook, diệt dàng. Tất cả anh hùng.
quá hay. Bác Tờ Hồ, bác Tờ Hồ quá tuyệt vời. Bác hôm nay bác nhận biết nhìn ra cái cộng sản hay như vậy, bác quá tuyệt vời. Bác biết sợ, biết sợ cộng sản chưa? Cộng sản mình là tuyệt vời ha. Đó. Để cho cái đặt cái quốc anh em nhớ như vậy. Sao? Ờ bây giờ Khang Di Bạch phải không? Khang Di Bạch nói gì? Có Khang Di Bạch nói đi. Vào cái xung quanh kia để mà nhờ anh là Khang Di Bạch lên. Anh em nhớ nha. Nhớ. Cái chuyện này là quy tụ hùng hào kiệt. Đó. Hùng hào kiệt vô vô các chơi, ok? Đó. Tiểu lính trời và cán bộ trời làm việc cho cơ của ngày hôm nay. Đó. Thời gian không còn nữa, thời gian không còn nữa. Thời gian còn nữa. Nói năm nay mà không xong không bao giờ làm đến tiết chỉ đạo nữa. Anh em nhớ điều đó. Bây giờ mời đó. Ok, đây mục tiêu rồi. Sao bác? Rồi, mời Hai Di Bạch. Hai Di Bạch lên nói gì vậy anh? Hai Di Bạch là của cộng sản làm dùng nữa đó. Ngày mai có thể là lên anh em. Hai Di Bạch cũng bây giờ đi theo cộng sản rồi. Cờ vàng đang truy sát Hai Di Bạch luôn. Các anh chị vô trang Hai Di Bạch xem. Cộng sản hiện nay giờ nhiên có tay trong là Nguyễn Nho. Nguyễn Nho là ai? Nguyễn Nho, Nguyễn Nho là em của Hai Di Bạch, thấy không? Nguyễn Đức Hậu cũng là em của Hai Di Bạch. Hai Di Bạch là cũng là anh của Nguyễn Nho. Nguyễn Nho là ở Tiền Giang mình biết luôn, làm tay trong cho cộng sản mình rồi. Nói đi, sao anh? Sao anh? Ngày nghỉ nè, nói đi anh. Tẩu quả nhập hoa đúng đó. Dắt vợ đi ăn đi anh. Anh dắt vợ đi ăn đi. Không, nói nhiều quá sẽ tẩu quả nhập ma đó. Anh đang khoe gì đó anh Hai Di Bạch? Anh đang khoe gì đó anh? Dơ gì khô bò ở Việt Nam hả? Khô bò về Việt Nam, qua bên Việt Nam đem qua hả? Vui lắm anh. Ừ, đúng rồi. Đó. Cờ vàng đòi ám sát Hai Di Bạch luôn á, thấy không? Đó, ai còn đi theo cờ vàng nữa đi, thấy không? Sao anh? Thiên thần hộ pháp mà còn không hộ pháp được Hai Di Bạch nữa. Hai Di Bạch hiện tại nằm dùng cho cộng sản, thấy không? Sao anh? Tổ mình nói cho tổ cổ mình nói chuyện này lên con trời chứ bộ. Xong hết rồi, xong hết rồi, xong hết rồi sao bác? Thứ bảy này xuất quân sẽ bị điệp vời, người ta sẽ nhiều hiện tượng, nhiều hiện tượng. Ồ, thấy cái chuyện hình làm hiện tượng gì bác? Đấy, hiện tượng gì? Nói nhỏ nhỏ còn nghe chứ. Mình nói các bạn nghe và chú Hồ và mấy một lớn tuổi. Dạ, em nghe. Thật sự với người Việt Nam mình á, hồi xưa đúng lúc rồi. Đầu mấy năm chưa trước Henry cũng thương quại. Thì sao anh? Nhưng mà mình nghĩ sâu xa tí xíu. Thì sao anh? Thằng cộng sản nó tính là tốt. Đúng. Vấn đề chi cái ngoại tại ở nước ngoài là đúng. Cộng sản nó rất là tốt. Tốt. Anh nói em chịu đó không? Không. Hai Di Bạch nằm dùng là Hi Di Bạch nói là cộng sản rất là tốt. Di Bạch. Cơm nói rành lá cờ máu là máu đỏ sao vàng, máu đỏ là anh hùng, anh phải nói cho rành. Anh nói tắt ngang cái đó là hả, bà con không biết người ta hiểu lầm không? Máu là những anh hùng liệt sĩ hy sinh, mới là cờ đỏ má không, cờ máu đỏ sao vàng không, máu thì đỏ da vàng không, hai cho biểu tượng cờ đỏ sao vàng. Anh nói cho rõ để bà con hiểu lầm về anh không. Chỉ cả càng ngày thì sự uy tín nó giảm giảm hả? Không sao bây giờ nó ngược lại vậy hả? Trời đất ơi, không sao sao cờ vàng ba sọc đỏ mà em nói cho nghe nè, sao mà cái bắt những bác cờ vàng ngồi ngang dưới đâu có ngồi ngang ngồi với tổng thống đâu, Donald Trump đâu,
đâu có ngồi với ông gì quên rồi, ông gì Obama gì đó, Obama gì đó. Sao bác? Chính thức gì? Chính thức ở gì? Ở hải ngoại sao? Có quyền gì? Đem cái hiến pháp. Hiến pháp gì? Trời ơi, chế độ đó lung lay. Đó thấy chưa? Đó không? Muốn nội chiến hả? Muốn đem về Việt Nam hả? Trời ơi, các anh chị thấy không? Đó, bác á, là khủng hoàng lửa không? Là F1. Anh Hai Duy Bành á, là F2 không? Quân đội đâu có trong tay đâu. Trời ơi, thì đúng rồi. Ngô Đình Diệm làm gì có quân đội trong tay. Ông Ngô Đình Diệm á, là ông làm tay sai cho Mỹ, là ông làm lính cho Mỹ, làm gì ông có quân đội. Anh nói gì anh nói sai, em không có đồng ý không? Cho người Việt sao? Đúng, người Việt tị nạn bên Mỹ là gì? Đại thời đó đó, ông Diệm ông nói giáo cho giặc, đem giặc về giết quê hương. Ở Việt Nam mình không có công ăn việc làm, bà con đi xin đi qua đó là tị nạn, đặng chi, đặng mình đi làm ăn, đặng đem tiền về nuôi bà con trong nước. À, cộng sản đi cưới á, anh không biết gì chứ. Đúng rồi, Mỹ đếm thúi. Hôm nay anh nhìn nhận ra được thì em vui rồi. Mỹ đếm thúi, đúng rồi, tại anh nói em. Mỹ mà đếm thúi, tại anh nói cho em có nói nha, nghe bà con. Hai đi bạn nói là Mỹ đếm thúi lắm á. Phải nhiên nói à, sao anh? Chạy đó, thấy không? Đó. Nó mày chạy đâu? Đó. Hai mang chạy đi đâu? Đó. Đúng rồi, cộng sản Việt Nam Cộng hòa bị sụp đổ. Đúng rồi, anh nói đúng rồi đó không? Việt Nam Cộng hòa là bị sụp đổ đó. Sao anh? Và nó không chịu anh lắng nghe và học hỏi. Và đồng tài. Độc tài sao? Anh thấy trong nước mà tự độc tài tự do thoải mái mà có độc tài đâu. Nó sai rồi. À, anh muốn nói đó để hỏi em nè. Sao? Nhưng mà tụi nó vẫn ô hào, nó an ninh lắm. Đúng rồi. Anh cái cho em nói, em ngưng cho em nói cái vụ mà ăn trộm ăn cướp này, anh biết của ai không? Của Việt Nam Cộng hòa để lại không? Cho em nói. Sao? Mau điên gì? Bà chưa mà. Nói gì? Khi đó là khi mà lên truyền thông quay phim lên, người thế giới nhìn vô cái nước này pháp quyền này nhìn giống như lũ kêu binh rừng rú. Kêu binh rừng rú tại anh nói bữa nay bữa lập trường thay đổi làm sao mà người ta tin cộng sản được lên. Trời ơi, không tin cộng sản mà cả thế giới công nhận. Anh nói kỳ quá Hai Đi Banh, kỳ quá. Sao anh? Ừ. Ai theo tàu thì kệ mẹ nó. Mình đâu có theo tàu đâu. Cộng sản đâu có theo tàu đâu. Sao? Nói đi con. Nó không có chở. Bây giờ thằng Mỹ đó đã đưa thằng cộng sản trọng lú đó. Sao anh gọi bác trọng là trọng lú? Sao nói chuyện bậy vậy nha, bậy không có được nói bắt trọng như vậy nha, bậy xì tội lỗi không được kêu bác trọng như vậy, xì không được nói nhỏ nói vậy là tội, quỷ thần sẽ bắt miệng anh, quỷ thần sẽ bắt cổ anh, bẻ cổ anh.